mà Quỳnh mà có nghe thì gọi giùm cô cái mã số sinh viên nha. Tại sao cô đặt ra câu hỏi là theo các bạn thì một nghề bán hàng là một nghề như thế nào? Bởi vì cách đây một khoảng thời gian á, thì khi mà cô vào lớp cô hỏi các bạn sinh viên thì là sau khi mà các bạn học xong rồi đó mà các bạn ra trường á, các bạn có muốn làm một nhân viên bán hàng không, tức là theo nghề bán hàng không? Thì thật ra khi mà cô đặt câu hỏi đó ra đó thì ngay cái buổi đầu tiên luôn, tức là chúng ta chưa có đi vào tìm hiểu một số những cái vấn đề như nãy giờ, như hôm bữa trước tới giờ chúng ta tìm hiểu, thì các bạn chưa có một cái hình dung nào cả. Và dựa theo cái hiểu biết của các bạn, cái suy nghĩ của các bạn về cái nghề bán hàng á, thì hầu hết là các bạn cũng không thích lắm. Nói đúng ra là các bạn nghĩ một cái nghề bán hàng là giống như là ủa mình học quản trị kinh doanh cho đã rồi tự nhiên mình đi ra mình làm bán hàng thì nó phí đi, đúng không ạ? Hay thậm chí là đặc biệt là những cái người lớn tuổi, người người lớn một chút xíu, ví dụ như là ba mẹ hoặc là những cái người bác của cô chẳng hạn, thì lại có cái suy nghĩ là ồ đi làm bán hàng thì có gì đâu, đúng không ạ? Con tôi nó làm ngân hàng đó. Thì vô hình dung sẽ có những cái quan điểm, những cái góc nhìn về cái nghề bán hàng cũng như là một cái người bán hàng nó lại khác đi một tí, đúng không ạ? Thậm chí là bán hàng là cái gì đó không cần phải học, có gì khó đâu, thích thích thì ra bán hàng thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái này nó liên quan tới cái con đường nghề nghiệp của chúng ta. Khi mà các bạn học quản trị kinh doanh ra thì thật ra khi mà các bạn học quản chọn học quản trị kinh doanh đó, thì cái cơ hội và những cái mảng nghề nghiệp việc làm của các bạn sau này rất là rộng, đúng không? Ví dụ như các bạn có thể làm marketing được nè, các bạn có thể cũng làm nhân sự được nè, các bạn có thể là làm phòng tài chính cũng được nè, các bạn học thêm về tài chính, các bạn học thêm về cái chứng chỉ kế toán, các bạn cũng có thể là làm bên kế toán được, rồi là các bạn làm nhân viên phòng kinh doanh, vân vân. Rất là nhiều các cái vấn đề liên quan tới các cái vị trí của các hoạt động kinh doanh của một cái doanh nghiệp, đúng không? Và bán hàng là một trong những cái nghề mà các bạn cũng có thể làm được. Vậy thì trước khi chúng ta nói tới cái nghề bán hàng nó có dễ hay không á, thì chúng ta nói tới việc cái cơ hội việc làm của nó như thế nào, đúng không ạ? Thì cái thị trường việc làm đối với cái nghề bán hàng hiện nay ở các cái doanh nghiệp thì tương đối là lớn. Ở các cái vị trí đó là nhân viên bán hàng tại các cửa hàng, tức là bán hàng trực tiếp tại các cửa hàng, cũng như là các nhân viên kinh doanh khác. Nhân viên kinh doanh ở đây chúng ta có thể hiểu là những cái salesman, tức là có thể là bán hàng qua telesale trong bộ phận chăm sóc khách hàng, hoặc là bán hàng ở trên thị trường, bán hàng tại các cái đại lý, vân vân, hoặc là nhân viên gọi là nhân viên marketing trực tiếp tại các cái hệ thống siêu thị lớn, vân vân. Thì các bạn thấy là rất là nhiều cái cơ hội việc làm như chúng ta. Tuy nhiên là dễ hay khó lát nữa thì chúng ta mới nói. Vậy thì chúng ta nói là cái cơ hội việc làm đó nó nhiều như vậy thì liệu là cái mức lương nó có cao hay là không, đúng không? Khi mà các bạn đi ra các bạn làm việc thì các bạn rất là quan tâm tới việc là lương bao nhiêu, đúng không ạ? Thế thì các bạn học những cái môn ví dụ như là kỹ năng quản trị này, tức là những môn về kỹ năng mềm, hoặc là những cái môn về kỹ năng giao tiếp, vân vân, thì hoặc là những cái môn học khác thì có những cái thầy cô hoặc là những cái người có kinh nghiệm cũng nói với các bạn là ồ như vậy thì khi mà đi xin việc á thì mình rất là quan tâm tới cái mức lương, đúng không? Vậy thì cái nghề bán hàng này liệu lương có cao không ạ? Theo các bạn lương của nghề bán hàng này có cao không? Lương cao không các bạn? Cao ha. Cao hay không là do mình, đúng không ạ? Thật ra là đối với cái vị trí bán hàng này đó thì cao hay không là do mình. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một nghề
không phải là dễ thực hiện, đúng không? Không phải là dễ, bởi vì vì những cái lý do nêu ra sau đây. Để mà các bạn trở thành một nhân viên bán hàng giỏi à, thì thứ nhất các bạn phải có cái kỹ năng về về giao tiếp, đúng không? Cái kỹ năng về tạo mối quan hệ với khách hàng. Các bạn phải có cái lòng kiên nhẫn à, tại vì hôm bữa cô nói với các bạn là gì? Chốt deal rất khó, đúng không? Các bạn gọi, các bạn thuyết phục, hoặc là các bạn đi tới gặp khách hàng rất nhiều, rất rất nhiều lần thì có thể là họ mới thử một cái đơn hàng nhỏ ở nơi các bạn thôi. À, vậy nên chúng ta phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn và bình tĩnh, đúng không ạ? Bởi vì cái nghề bán hàng là cái nghề mà mình thấp, mình phải cúi thấp hơn khách hàng. Khách hàng là thượng đế, cho nên nhiều lúc uất ức đúng không? Nhưng mà các bạn thấy là phải cam chịu, đặc biệt là nếu như các bạn ở làm ở cái vị trí là nhân viên chăm sóc khách hàng, đặc biệt là nhân viên tổng đài đó, ở cái vị trí về chăm sóc khách hàng đó là có một số các bạn sinh viên ở các khóa trước sau khi mà đi thực tập về là kể cho cô những cái câu chuyện rất là buồn cười. Là tuần đầu tiên em đi thực tập và em ở cái vị trí là nhân viên chăm sóc khách hàng á, tức là phải ngồi trực điện thoại cho khách hàng gọi tới để mà khiếu nại hoặc là thắc mắc hay là cái gì đó. Tức là tuần đầu tiên em về là em tức mà họ em khóc nguyên cả một cái buổi tối, qua ngày hôm sau em khóc mà em không lên công ty em thực tập được luôn. Hỏi sao vậy? Đó là khách hàng gọi tới chửi dữ quá, tức là không để cho mình nói, không để cho mình giải thích, gọi tới là chửi, và khi mà mình trả lời chưa kịp trả lời hết câu là họ đã tới tấp, họ chửi ức ức kinh khủng luôn. Tức là em tức quá đây thôi. Xong rồi là khi mà em làm ở đó khoảng cỡ được 1 tháng rồi, tức là thực tập được 1 tháng rồi, là nếu như ngày nào mà em nghĩ mà em không nghe khách hàng chửi là em cảm thấy buồn lắm cô. Tức là nó tạo thành một cái thói quen mà có những cái câu chuyện mà khách hàng gọi tới phàn nàn, gọi tới la, gọi tới chửi mà rất là buồn cười. Cho nên là làm ở đâu thì ở quen ở đó. Đó thì các bạn thấy là nhân viên bán hàng cũng vậy. Có nhiều lúc cái đó không phải là lỗi của mình, cái đó không phải là lỗi sản phẩm của công ty, và đặc biệt là không phải lỗi của mình, nhưng mình bán cái sản phẩm đó thì khách hàng sẽ trút giận ở lên trên mình à, thậm chí là khách hàng bực mình cái chuyện gì đó không phải là bản thân mình gây ra, nhưng mà họ đang gọi là giận cá chém thớt khi mà họ mình tới mình chào hàng, hoặc họ tới họ mua hàng. Họ là phải kiên trì và phải kiên nhẫn ở những cái vấn đề đó nữa. Cái tiếp theo nữa là các bạn phải rất là chịu khó, đặc biệt là nếu như các bạn làm nhân viên sale ở trên thị trường. Ví dụ như là các bạn làm bán hàng, tức là sale trực tiếp ở tại các cửa hàng, thì từng đó công việc là từng đó công việc rồi, và đợi khách hàng tới thì mình tiếp đón, mình chào hỏi và mình tư vấn cho họ, mình bán hàng thôi. Nó cũng không có cái gì gọi là đày đọa bản thân các bạn lắm, nhưng mà đối với nhân viên sale thì các bạn thấy là các bạn phải chạy ở trên thị trường, chạy chạy ở ngoài đường á, đúng không? Và đi tới các cái điểm outlet để mà chào hàng, trời nắng trời mưa rồi gặp vấn đề khách hàng khiếu nại rồi quên cái này quên cái kia, rất là cực khổ. Và ví dụ như là cái sale mà tại cái cửa hàng trực tiếp á, thì các bạn sẽ thấy là thường là các bạn sẽ có một cái khoản lương cứng rồi, ví dụ là lương cứng của các bạn là 3 triệu một tháng, đúng không? Và nó áp doanh số cho các bạn bao nhiêu đó, các bạn được hưởng theo doanh số. Thì cái mức doanh số đó, cái áp lực về doanh số nó cũng không có cao lắm so với việc là các bạn làm cái nhân viên sale ở trên thị trường. Bởi vì là tại vì các bạn bán tại cửa hàng thì cùng lắm đó là chỉ tiêu một tháng các bạn vài ba chục triệu à, nhưng mà khi mà các bạn làm sale ở trên thị trường là các bạn biết là các bạn không phải là bán cho khách lẻ, mà là các bạn bán lại cho các điểm outlet, và những cái điểm outlet đó người ta bán ra ngoài, các cửa hàng lẻ người ta bán ra ngoài, nên doanh số rất là cao và cái chỉ tiêu của các bạn đó, nó rất là cao. Ở ví dụ như là nó khó hơn so với các bạn bán trực tiếp nữa, bởi vì các bạn bán trực tiếp tại cửa hàng là người ta tính trên doanh thu của các bạn và ít khi mà chạy kèm các cái hạn ngạch khác. Còn các bạn sale ở thị trường đó, thì các bạn thấy chỉ tiêu nó rất là cao rồi, mà các bạn còn phải chạy hạn ngạch và chạy song song các cái chỉ tiêu khác nhau rất là nhiều nữa. Ví dụ như là các bạn kinh doanh, các bạn đang một công ty có thể là bán 10 loại sản phẩm khác nhau, thì các bạn phải chạy chỉ tiêu chung cho 10 loại sản phẩm đó, chạy chỉ tiêu riêng cho một cho 10 loại sản phẩm đó nữa. Xong rồi là trong những một số những cái giai đoạn đặc biệt nào đó thì có những cái KPI riêng mà công ty đưa ra nữa, và các bạn phải chạy song song rất là nhiều thứ như vậy, nên là áp lực rất là lớn.
về doanh số và hoàn thành chỉ tiêu. Đi song song với cái việc là các bạn phải phải chịu khó rất là cực, khi mà các bạn chạy mưa chạy gió ngoài đường thì các bạn cũng phải đi hết cái lộ trình của mình, cái router của mình ở trong cái ngày đó, chứ không thể nào mà không đi được. À, đó, rồi thậm chí là các bạn tới cửa hàng mà ví dụ như là cái chủ của cái điểm outlet đó, người ta đang bán hàng bận rộn quá, người ta không có thời gian tiếp bạn, mà ví dụ như cái mùa dịch này khách vô mua liên tục để mà về trữ ở nhà chẳng hạn, không có thời gian tiếp các bạn nữa, thì các bạn phải đợi hoặc là các bạn phải quay đi quay lại rất là mất thời gian, nhưng mà các bạn cũng phải hoàn thành cái chỉ tiêu về về khách hàng, tiếp xúc khách hàng trong ngày của mình một ngày hôm đó, cho nên là nó rất là gặp rất là nhiều các cái khó khăn và nhiều cái thử thách hơn nữa so với việc là các bạn làm nhà nước, làm văn phòng, làm ngày 8 tiếng thì cứ cái nghiệp vụ của các bạn mà các bạn làm thôi, đúng không ạ? Chứ nó không có nặng nề và không có khó và vất vả như là cái nghề bán hàng, cái nghề sale ở trên thị trường. Thì các bạn thấy là ở đây có rất là nhiều các cái câu trả lời của các bạn ha, chủ yếu là các bạn mô tả về cái nghề bán hàng. Thì cái sự mô tả của các bạn nó là đúng rồi đó, tức là cũng phải khéo léo nè, chú trọng về kỹ năng giao tiếp nè, rồi hiểu biết rất là nhiều, hiểu biết cái gì nè, hiểu biết về cái sản phẩm của mình, hiểu biết về khách hàng, nhu cầu khách hàng, hiểu biết về đối thủ cạnh tranh, hiểu biết cái tính cách của khách hàng, đặc biệt là các bạn sale trực tiếp ở trên thị trường, các bạn phải biết là cái chủ của cái điểm outlet đó, cái tính cách họ như thế nào. Dụ họ là phải ngọt hay là phải chửi thì họ mới lấy hàng ha. Rồi là thậm chí là biết cái kiểu của họ, ví dụ như là bán hàng rất là chạy nhưng mà không chịu lấy nhiều đâu, cứ lấy, cứ ngày nào cũng bắt mình bỏ hàng cả, nhưng mà cứ cứ vậy đó. Có những chỗ thì khách hàng rất là dễ, tức là thậm chí không cần phải chào hàng và họ rất là trung thành, bởi vì là gần hết hàng cái họ tự động họ điện cho mình đem hàng tới, không cần mình phải đi chào hàng. Thì mình phải hiểu và nhớ được những cái tính cách và những cái đặc điểm khách hàng ở trên thị trường của mình. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn phải thực hiện các cái dịch vụ khác nữa, ví dụ như là các bạn phải đi tới để mà tài trợ cho các cái điểm outlet, ví dụ như là tài trợ cho họ những cái bảng hiệu, những cái bảng trưng bày hoặc là những cái vật phẩm chúng ta để tại các điểm bán để mà chúng ta bán hàng. Thì rồi là quản lý đi kiểm tra xem là họ có thực hiện chương trình trưng bày đó hay không. Rồi như ví dụ những cái tài sản đó mà của công ty và mình phải có trách nhiệm, mà sau này khi mà hết rồi mình thu lại thì là mình cũng phải lưu ý với lại các cái điểm bán, đồng thời là sau khi hết cái chương trình trưng bày mình phải thu lại nữa chẳng hạn. Thì ngoài cái công việc đi chào bán thì chúng ta còn rứng rất nhiều các cái công việc khác như vậy. Đó là lý do vì sao mà cô nói là công việc này là một công việc khó chứ không phải là một công việc dễ. Tuy nhiên là mà hồi nãy các bạn trả lời với cô là gì, cái thu nhập của nó cũng tương đối là cao, với điều kiện là chúng ta phải chịu khó và chúng ta phải chạy được cái chỉ tiêu ha. Thì khi mà các bạn chạy được song song những cái chỉ tiêu đó lại với nhau thì doanh số của các bạn một tháng nó kèm theo những cái hạn ngạch, thì đó là một nghề tương đối ổn định và lương lương khá là cao so với việc là các bạn ngồi văn phòng và lãnh lương của nhà nước hoặc là lãnh lương của công ty hàng tháng. Tuy nhiên nỗ lực của chúng ta bỏ ra thì nó cũng phải xứng đáng với cái mức lương mà chúng ta nhận vào. Cái tiếp theo nữa, đặc điểm của cái nghề bán hàng này nữa là gì? Các bạn phải có cái khả năng xây dựng cái mối quan hệ rất là tốt, xây dựng mối quan hệ rất là tốt, rất là nhạy ở trên thị trường. Tại vì là cái đặc điểm của cái nghề bán hàng này là các bạn biết gì không ạ? Nó không có theo các bạn suốt đời tới khi các bạn nghỉ hưu được. Ví dụ như các bạn làm việc ở văn phòng đúng không? Các bạn vô biên chế, xong các bạn làm tới khi các bạn nghỉ hưu các bạn 60 tuổi. Nhưng mà các bạn cứ để ý đi, nhân viên sale trên thị trường có ai mà 50 tuổi còn đi sale không? Thậm chí là bốn mươi mấy gần 50 tuổi còn sale nổi không? Không còn sale nổi nữa. Đúng không ạ? Tại vì cái áp lực nó rất là lớn, mà lúc đó mình lớn tuổi rồi mình không nhanh nhạy bằng những người nhỏ nữa. Rồi là mình cũng không thể nào chừng đó tuổi rồi, cái sức khỏe của mình cũng không thể nào mà ngày ngày rong ruổi ở trên thị trường đi gặp khách hàng như vậy, cũng rất là khó. Đúng không ạ? Rồi thêm một cái nữa, hồi nãy cô nói là khi mà mình bán hàng lúc nào mình cũng phải thấp hơn khách hàng, tức là mình phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó rồi á thì cái tôi của các bạn nó ở một cái mức độ nào đó rồi, các bạn không cúi người được nữa. Mà trời ơi, nhỏ cái cửa hàng gì nó nhỏ hơn mình hổn ghê gớm, mình tức quá bây giờ không nói lại nó được, là cái chuyện gì gì đó rất là khó. Cho nên là cái tuổi của cái nghề bán hàng á, thông thường nó không có phải là kéo từ cái thời mà các bạn mới ra trường xong kéo hoài tới các bạn 50 tuổi, thường nó ít lắm.
mà các bạn trong cái nghề bán hàng, bởi vì cái đặc thù của nó như vậy đó, thì các bạn thấy là cái tỷ lệ mà nhảy việc rất là cao, bởi vì cái tuổi của nó rất là ngắn, nó khoảng cỡ ví dụ như 20 năm thôi. Ví dụ từ khi các bạn 24 tuổi đến khi các bạn 44 tuổi là các bạn phải đổi nghề rồi, hoặc là các bạn phải leo lên được một cái vị trí khác rồi. Các bạn không thể làm salesman hết trong cái thời điểm tất cả 20 năm của các bạn được, mà ít nhất thì các bạn cũng phải leo lên được sub, đúng không ạ? Supervisor tức là giám sát, và giám sát thì thường là cũng cũng leo lên đó thì cũng phải lên ASM tức là quản lý vùng hoặc là giám đốc vùng, vân vân. Các bạn leo lên một cái vị trí quản lý khác nếu như các bạn tiếp tục ở trong nghề, chứ không thể nào các bạn lúc nào cũng salesman cho hết cuộc đời nghề, tuổi nghề của mình được. Đó là cái đặc điểm của nó. Rồi cái thứ hai nữa là bởi vì mà các bạn ở trong cái có cái giới hạn về cái tuổi nghề như vậy, thì để mà các bạn nhảy nhanh, các bạn leo lên nhanh, hoặc là các bạn có các cái cơ hội khác tốt hơn, thì các bạn sẽ nhảy việc rất là nhiều. Cho nên là các bạn thấy là một cái đặc thù nữa của nhân viên sale là không bao giờ mà trung thành với một cái công ty lâu dài cả. Các bạn cứ để ý và các bạn đi hỏi thăm đi. À, ví dụ như có những người là gì mới thấy làm cho Coca-Cola đó, hỏi ủa hôm nay em vẫn làm Coca-Cola không? Dạ không, em qua Thái Cớp rồi. Rồi mới làm ở Thái Cớp đó, rồi không em qua Thiên Long rồi. Tức là nhảy liên tục, nhảy liên tục. Khi mà nhảy như vậy thì mình nhận được mức lương cao hơn, đúng không ạ? Mình nhận được một cái vị trí việc làm nó cao hơn. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như chúng ta không nhảy theo như vậy thì chúng ta sẽ có một cái định hướng công việc khác. Ví dụ như là các bạn có kinh nghiệm ở trong cái nghề của mình rồi, thì sau khi các bạn làm một thời gian, các bạn tích lũy đủ vốn rồi, có đủ mối quan hệ rồi, các bạn nhảy ra các bạn làm nhà phân phối luôn, đúng không? Các bạn nhảy ra các bạn làm nhà phân phối cho cái công ty nào đó luôn, thì lúc này các bạn không làm sale nữa, mà các bạn lấy cái kinh nghiệm của mình về để mà các bạn quản lý cái nhà phân phối đó đó của mình, và các bạn thuê lực lượng bán hàng hoặc là quản lý lực lượng bán hàng của công ty đi bán hàng cho mình chỉ ở nhà mình quản lý nhà phân phối của mình thôi. À, hoặc là các bạn có thể tạo ra dựa trên cái kinh nghiệm ở trong nghề cũng như các cái mối quan hệ mà các bạn tạo ra cho mình những cơ hội việc làm khác tự thân bản thân của mình làm. Thì đó là cô nói sơ khởi về cái con đường nghề nghiệp dựa trên cái nghề bán hàng này, cái đặc thù của nó là như vậy. Và hỏi cái nghề nghề bán hàng này có đáng giá không? Tại sao lại đi so sánh giữa cái nhân viên bán hàng và con tôi thì nhân viên bán hàng, còn con anh thì đi làm ngân hàng, con anh ngon hơn con tôi không? Không phải, đúng không ạ? Thực ra thì các bạn thấy là bởi vì cái tên của nó khác nhau thôi, nhưng mà thực sự ở bất cứ một cái vị trí nào cũng là các bạn đang làm nhân viên bán hàng cả, các bạn đang phục vụ khách hàng. Ví dụ công ty lái taxi thì nhân viên bán hàng đó chính là tài xế taxi, đúng không ạ? Nhân viên giao dịch tại các ngân hàng chính là nhân viên bán hàng chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mà nó cái nghiệp vụ của nó khác thôi, và cái tên gọi của nó khác thôi. Ví dụ như các bạn thấy là xe ôm, xe taxi, và gì, ví dụ như là lái tàu, rồi là lái xe buýt, rồi thậm chí là phi công, cái công việc của họ cũng tới cái nơi họ cần, đúng không ạ? Nhưng mà làm phi công trời ghê dễ sợ luôn so với làm xe thồ chứ, đúng không? À, rồi ok, như vậy thì chúng ta cũng đã sơ khởi trao đổi cũng như là hình dung sơ sơ ra cái chân dung hàng cũng như là cái vị trí của người bán hàng. À, và một cái đặc thù nữa ở trong cái nghề bán hàng là các bạn biết người ta có một cái người ta gọi là cái khiếu bán hàng không, cái duyên bán hàng á các bạn. Kiến thức thì các bạn có thể học hỏi được, đúng không ạ? Rồi cái khả năng giao tiếp của các bạn cũng có thể trau dồi được. Cái sự kiên nhẫn các bạn cũng có thể rèn luyện được. Nhưng mà những cái người bán hàng trong nghề, người ta có một cái thứ gọi là trời sinh đó ha, gọi là khiếu bán hàng. Có những người họ nói rất là hay, hoặc là họ có một cái gì đó mà họ bán hàng rất là tốt. Lấy ví dụ như một cái sản phẩm đó thôi, nhưng mà cái người này nói cũng giống như cái người kia, nhưng mà khách hàng rất là thích nghe cái người này mà mua cái người này. Đúng không? Cái cách có cái cách riêng của họ. À, thì cái đó là một một phần nữa ở trong cái nghề bán hàng, gọi là cái duyên hoặc là cái khiếu bán hàng của các bạn đó, mà cái đó rất là khó học được. À, rất là khó học được, mà tự ở trong mỗi người họ sẽ có cái đó. Rồi cái nội dung tiếp theo mà cô muốn trình bày với các bạn ở đây đó là cái phần chức năng và vai trò của
của người bán hàng các bạn đọc thêm ở trong giáo trình nhé. Nãy giờ mình cũng nói về cái vai trò của họ là cầu nối, rồi là đại diện cho nhà sản xuất, đại diện cho khách hàng rồi rồi đó, thì các bạn đọc thêm ở trong giáo trình cái phần đó một chút xíu nữa là đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là cái phần phân loại nhân viên bán hàng. Thì nãy giờ cô cũng đã nói sơ sơ qua cho các bạn về hai loại rồi đúng không? Thì ở đây về phân loại nhân viên bán hàng thì ở trong giáo trình của chúng ta sẽ phân loại dựa trên cái loại công việc ha, cái loại công việc và cái hình thức bán. Ví dụ như là bán cho nhà sản xuất nè, rồi là bán cho nhà bán sỉ nè, rồi bán cho nhà bán lẻ nè, rồi một số những cái loại đặc thù khác, ví dụ như là bán cho một cái lĩnh vực nào đó mà có một cái tên gọi riêng. Ví dụ như khi mà các bạn đi bán thuốc tây á thì gọi là trình dược viên đúng không? Rồi là khi mà các bạn đi bán các bạn làm những cái dự án thì gọi là nhân viên dự án. Thì thực ra các bạn đang đi thực hiện các cái dự án đó cho khách hàng nhưng cũng để thỏa mãn cái nhu cầu và bán cái sản phẩm dự án đó, bán cái dự án đó cho họ thôi, nhưng mà nó ở dưới dạng một cái tên khác. Thì trước khi đi vào cái phân loại này á thì cô muốn nói một chút xíu cho các bạn, đó là khi mà các bạn đọc một số những cái tài liệu khác thì người ta sẽ có một cái cách phân loại, đó là lực lượng bán hàng bên trong và bên ngoài công ty. Và bên ngoài công ty ha, người ta sẽ phân loại như vậy. Phân loại thì khi mà các bạn đọc những cái tài liệu này á, thì chúng ta sẽ phân biệt như thế nào đây ạ? Lực lượng bên trong công ty thì các bạn hiểu đó là những nhân viên bán hàng mà do công ty người ta tuyển về và người ta quản lý, đúng không? Do công ty quản lý. Ví dụ như là nhân viên bán hàng trực tiếp ở đâu ạ? Tại các cửa hàng trưng bày sản phẩm, thường là cửa hàng trưng bày sản phẩm là của công ty thôi các bạn ha. Rồi là tại những cái chi nhánh thuộc công ty. Rồi ở đâu nữa ạ? Bán hàng là telesale ha, là bán hàng qua điện thoại á. Rồi là ví dụ như là bán hàng qua những cái kênh, ví dụ như là quản lý bán hàng tại những cái kênh website hoặc là những cái app bán hàng, đối với cái hình thức bán hàng online. Rồi những cái lực lượng gọi là mà bán hàng trực ở trên thị trường do công ty quản lý, đúng không? Do công ty quản lý, tức là các bạn tuyển về, các bạn trả lương cho họ, các bạn quản lý đánh giá họ, có quyền đuổi việc họ. Rồi và cái lực lượng thứ hai đó là lực lượng bán hàng bên ngoài công ty. Lực lượng bán hàng bên ngoài công ty, thế thì cái lực lượng bán hàng bên ngoài công ty này là ai ạ? Thực ra các bạn có thể gọi là những cái đối tượng hợp tác với công ty để bán cái sản phẩm, hay còn gọi là những cái đối tác trên 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 kênh phân phối ha. Ví dụ các cái cửa hàng mà bán kiểu như đại lý ha, đại lý theo hợp đồng, theo hợp đồng với công ty này. Rồi ví dụ như là nhà bán sỉ đúng không ạ, bán lẻ, rồi là vân vân. Tức là những cái người này họ cũng bán sản phẩm của công ty, tuy nhiên là không thuộc cái quyền quản lý nhân sự của công ty, thì đó gọi là lực lượng bán hàng bên ngoài công ty. Hai cái phương pháp quản lý và phân và nó sẽ khác nhau đối với hai cái đối tượng này, được không ạ? Thì khi mà các bạn đọc một số những cái tài liệu khác thì các bạn sẽ thấy người ta phân loại theo lực lượng bán hàng bên trong và lực lượng bán hàng bên ngoài công ty.
để mà tránh cái việc bỡ ngỡ thì cô cũng trình bày nhanh cho các bạn là hai cái lực lượng này nó gồm có những cái đối tượng như vậy. Rồi thế thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung tiếp theo mà chúng ta phân loại theo như trong các cái tài liệu mà học tập ở cái môn bán hàng mà các tác giả hay phân loại, đó là phân loại theo cái công việc bán hàng. Thì đầu tiên là những nhân viên bán hàng cho nhà sản xuất, hoặc những nhân viên bán hàng cho nhà sản xuất. Thì những nhân viên bán hàng cho nhà sản xuất này chính là cái lực lượng sale ở trên thị trường đó các bạn, bán hàng cho nhà sản xuất, sale trực tiếp đó. Thì họ sẽ chào bán trực tiếp trên kênh phân phối và bán cho ai? Bán cho tất cả các cái đối tượng ở trên tuyến phân phối của mình. Ví dụ như là tùy theo mỗi công ty người ta sẽ giao bán cho ai, ví dụ như là bán cho bán sỉ, bán cho bán lẻ, bán cho người tiêu dùng trực tiếp gì đó vân vân. Thăm dò và đi phát triển thị trường, giới thiệu hàng hóa. Và thường thì nhân viên bán hàng người ta sẽ được phân chia theo từng cái khu vực hoặc là từng cái ngành hàng. Nhân viên này ngoài việc đi bán hàng thì còn phải nghiên cứu và nắm bắt các nhu cầu hàng hóa của khách hàng ở trên thị trường để mà chúng ta bán nữa, tùy theo các cái nhóm hàng mà khách hàng cần ở từng cái khu vực khác nhau. Đó là bán hàng cho nhà sản xuất. Loại thứ hai là bán hàng cho nhà bán sỉ. Nhiệm vụ của người làm công tác bán hàng cho nhà bán sỉ thì thực ra là ở đây dễ rồi đúng không ạ? Mình cũng giống như là người bán lẻ thôi, nhưng mà mình không bán cho người tiêu dùng cuối cùng mà mình bán cho các cửa hàng bán lẻ ở cấp tiếp theo. Thì cái công việc cụ thể đó thì nó đơn giản rồi. Tuy nhiên ở đây muốn nhấn mạnh với các bạn đó là khi mà chúng ta tổ chức phân phối hàng hóa ở trên thị trường và bán trên thị trường thì nhà bán sỉ là cái đầu mối rất là quan trọng trong việc phân phối hàng hóa, và họ có mối quan hệ rộng rãi với các nhà bán lẻ khác, và có khi họ khống chế cái thị trường của mình được luôn. Ví dụ khi mà các bạn thực hiện cái hình thức và cái phương pháp đó là bán sỉ đó, thì người ta sẽ lấy hàng hóa của các bạn về và người ta bán lại cho những nhà bán lẻ. Và cái việc họ bán lại cho những nhà bán lẻ đó thì họ muốn bán cho ai thì họ bán nợ, hay họ thiết lập mối quan hệ như thế nào và họ kiểm soát mối quan hệ như thế nào, công ty không có quản lý được. Thậm chí là một số công ty người ta không quy định về giá, bởi vì nhà bán sỉ thường là họ hoạt động theo hình thức là mua đứt bán đoạn, tức là tôi trả tiền cho anh, tôi ôm nguyên cục hàng về, vậy thì tôi ưng thì tôi bán, và không ưng thì tôi xài, và tôi bán mắc á thì tôi bán chậm, mà tôi bán rẻ thì tôi bán nhanh, đó là quyền của tôi. Cho nên là có những cái trường hợp là nhà bán sỉ này á, nếu như các bạn mất một nhà bán sỉ là các bạn mất toàn bộ thị trường luôn, bởi vì các bạn không có mối quan hệ với nhà bán lẻ. Đó là lý do vì sao nhà bán sỉ người ta khống chế thị trường, bởi vì những nhà bán lẻ này từ trước đến giờ tôi chỉ biết và tôi chỉ quan hệ hợp tác mua bán với cái ông nhà bán sỉ thôi, và ông nhà bán sỉ này ông cuốn gói ông đi Mỹ thì tôi giờ tôi không có lấy của nhà bán sỉ này nữa, mà tôi phải đi tìm một cái nguồn hàng khác từ cái nhà bán sỉ khác, thì cái nhà bán sỉ khác đó có thể là không bán cái sản phẩm của công ty mình. Cho nên là khống chế thị trường ở cái chỗ đó, tức là mình mất nhà bán sỉ là mình mất toàn bộ thị trường lẻ luôn. Thì ở đây á, thì cô cũng nói luôn một tí xíu về cái vấn đề là một số công ty ở Việt Nam mình á, họ rất tự tin về cái việc là họ sản phẩm của họ được bán ở nhiều nơi. Cô lấy ví dụ có một đợt cô đi thăm công ty, đi đi tới thăm công ty dược Ladofa, các bạn biết Ladofa không ạ? Ở ở Lâm Lâm Đồng Pharmacy đó. Thì công ty đó người ta sản xuất ra một số những cái sản phẩm chiết xuất từ cây atiso, thì họ rất là tự hào, họ nói là cái sản phẩm của họ đã được xuất khẩu bán ở thị trường Mỹ và một số nước ở châu Âu. Tức là khi mà nghe nói vậy thì mình có thể hình dung được là cái kênh phân phối của công ty vươn dài ra được thị trường Mỹ và thị trường châu Âu rồi. Nhưng mà khi hỏi ra thì thực tế không phải vậy các bạn. Tức là cô ở Mỹ và cô gọi điện cho công ty và cô nói là bây giờ bán cho cô, gửi cho cô một cái lô hàng là một container hàng đó, đúng không ạ? Và lo giấy tờ và gửi qua cho cô. Và khi cô nhận được thì cô muốn bán cho ai là quyền của cô, đúng không?
cô muốn bán ở chỗ nào và cô muốn bán giá bao nhiêu thì ở bên bên Ladofa cũng không kiểm soát và cũng không biết được. Cho nên tới một thời điểm nào đó cô không lấy hàng của Ladofa nữa mà cô lấy của một công ty nào đó thì Ladofa không còn thị trường ở Mỹ hoặc ở châu Âu nữa, đúng không? Chứ không phải là khi mà anh tổ chức một cái mạng lưới phân phối trực tiếp qua bên đó và anh kiểm soát được. Tức là bây giờ tôi biết được những cái cửa hàng đó và tôi thiết lập được thì tôi mới quản lý được cái kênh đó. Chứ bây giờ nếu mà bán cho nhà bán sỉ như cái kiểu cô vừa nói thì mất nhà bán sỉ là mất toàn bộ thị trường, đúng không ạ? Đó là lý do vì sao người ta nói là nhà bán sỉ là lực lượng khống chế thị trường. Đó cũng là cái nhược điểm của các công ty khi mà người ta sử dụng cái mô hình nhà bán sỉ và chợ đầu mối trước đây, tức là dồn hết về, tức là bán hết về một điểm, xong rồi những cái nhà bán sỉ có nhiều tiền, cái khả năng tài chính của họ mạnh, họ gom hàng về họ để đó, rồi bắt đầu họ mới phân phối ra thị trường lẻ, không kiểm soát được thị trường. À, đó là lý do vì sao người ta chuyển qua cái mô hình nhà phân phối. Rồi bán hàng với nhà bán lẻ thì đây là cái lực lượng đông đảo nhất và thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, bởi vì người ta giao tiếp trực tiếp với khách hàng cuối cùng đó, và người ta nắm bắt được nhu cầu nguyện vọng cũng như những cái phản hồi từ customer ha, và tiếp xúc nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tính chuyên môn hóa trong bán hàng không cao. Tuy nhiên những cái nhà bán lẻ này á, người ta thường nói về nhà bán lẻ đó là những người mà gọi là vốn ít nhưng năng lực nhiều, tức là họ không có nhiều vốn để họ lấy hàng của các bạn nhiều như nhà bán sỉ. À, bởi vì họ bán, tức là vốn của họ thì không nhiều và họ bán rất nhiều các loại hàng hóa khác nhau ở các thương hiệu khác nhau, thậm chí là bán trong một cửa hàng có rất nhiều thương hiệu cạnh tranh trực tiếp với nhau ở trong đó. À, nhưng mà họ là một cái đối tượng mà rất là đa dạng với các cái hình thức, ví dụ bách hóa, tạp hóa, những cái xe đẩy bán hàng, những cái xe bán hàng rong, thậm chí là gánh đi, thậm chí chở trên các cái xe chuyên dụng, những cái xe máy hoặc là những cái xe xe tải nhỏ, người ta thiết kế thành cửa hàng, người ta chở người ta đi, người ta bán, đó là thuộc lực lượng bán lẻ, tức là ở nhiều hình thức khác nhau ở các thị trường khác nhau. Ví dụ như là các bạn ở ở những thành phố lớn thì nó ở dưới dạng là những cái cửa hàng tạp hóa lớn hoặc là những cái cửa hàng lẻ. Tuy nhiên các bạn về ở những vùng quê thì cái hình thức nhà bán lẻ này họ chở trên chiếc xe đạp, họ đạp đi, họ rao vòng vòng ở những cái hẻm hóc, ở những cái thị trường rất rất là xa, nhưng mà họ vẫn có khả năng vươn tới được những cái thị trường đó, nên người ta gọi là năng lực nhiều, đúng không ạ? À, vậy thì các bạn thấy là làm thế nào để chúng ta phân biệt được là đâu là nhà bán sỉ, đâu là nhà bán lẻ, dựa vào cái tiêu chí nào để mà chúng ta phân biệt được? Chúng ta có thể dựa vào tiêu chí nào đây? Hoặc là một cái câu hỏi đặt ra cho các bạn là siêu thị là nhà bán sỉ hay nhà bán lẻ? À, bạn nào trả lời giùm cô với, siêu thị theo các bạn thì bán sỉ hay là bán lẻ? À đúng rồi, siêu thị là bán lẻ ha các bạn nha. À, có một số người nói là chúng ta có thể dựa vào cái số lượng hàng hóa mua vào của họ, tức là khi là mình là nhà 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 sản xuất này thì để mà mình phân biệt được khách hàng của mình là bán sỉ hay là bán lẻ đó thì mình dựa vào số lượng. À, ví dụ như là bán sỉ thì họ mua một lần rất là nhiều nhưng mà bán lẻ thì họ mua ít hơn. Ví dụ như bán sỉ họ có thể nhập về 1 tấn nhưng mà bán lẻ thường thì họ lấy hay lấy có khoảng cỡ một ngày họ lấy 10 kg 20 kg thôi, bởi vì họ bán lẻ mà họ bán nhiều thứ, đúng không? Nhưng mà thực ra là chúng ta sẽ dựa trên cái mức giá bán ra để xác định đó là nhà bán sỉ hay nhà bán lẻ ha. Cái nhà bán lẻ là cái nhà bán cái nơi bán ra với mức giá dành cho người tiêu dùng cuối cùng, còn nhà bán sỉ thì họ bán ra với mức giá thấp hơn mức giá dành cho người tiêu dùng cuối cùng. Còn cái thị trường trường siêu thị á, thì lát nữa
chúng ta cũng sẽ nói tới cái thị trường đó, nó có những cái đặc thù khác nữa nha. Rồi đó là nhà bán lẻ ha. Chuyên gia kỹ thuật bán hàng thì các bạn thấy là ở trong một số những cái sản phẩm đặc thù mà nó đòi hỏi cái sự hiểu biết về sản phẩm cao, ví dụ như là các bạn bán về các cái hệ thống máy móc thiết bị gì đó, thì cái người đi bán hàng á, ngoài cái việc là có khả năng giao tiếp, phải chịu khó, phải như thế này như thế kia, thì còn phải đòi hỏi có trình độ chuyên môn và am hiểu về cái sản phẩm đó nữa. Ví dụ như các bạn bán lẻ, các bạn bán dầu gội, các bạn bán gì gì đó, các cái sản phẩm đã chuyên môn hóa rồi đó, thì các bạn thấy là đâu có cần phải am hiểu gì nhiều đâu, ai cũng biết cách sử dụng cả, và họ mua về phục vụ với một cái nhu cầu nó tương tự như nhau. Nhưng những cái hệ thống máy móc thiết bị khác á, thì có thể là phải đòi hỏi cái trình độ chuyên môn cao hơn, để mà tư vấn, để mà tìm hiểu nhu cầu cho khách hàng. Thậm chí là mình phải tạo ra cái sản phẩm trong cái quá trình tìm hiểu. Ví dụ như là bây giờ cô muốn lắp đặt một cái hệ thống điện như thế nào đó, đi qua các phòng, qua mỗi phòng là đổi màu hoặc là như thế nào đó, thì cái người đi bán hàng này á, ngoài việc là họ bán dây điện, họ bán bóng điện, họ còn phải hiểu về cái kỹ thuật cũng như là lắp đặt và cái đường truyền, cái đường điện như thế nào cho nó vừa an toàn và nó đáp ứng được những cái nhu cầu mà cô nêu ra chẳng hạn. Đó là cái phần chuyên gia kỹ thuật bán hàng. Rồi một số các loại bán hàng khác, bán hàng đối với những cái sản phẩm kỹ thuật cao thì chúng ta cũng phải có am hiểu về nó. Rồi bán hàng trong một cái lĩnh vực nào đó có những cái tên gọi riêng, ví dụ như là trình duyệt viên, rồi nhân viên bán bảo hiểm, thì những cái người này thường là họ vừa thực hiện nhiệm vụ vừa làm marketing. Và một cái loại bán hàng khác ở đây mà muốn đề cập tới với các bạn nữa, đó là nhà môi giới. Nhà môi giới, nhà môi giới hay chúng ta còn gọi là cò. Thì những cái người cò này đó, những cái người môi giới này, nó cái đặc điểm của họ là họ không có sở hữu hàng hóa, họ không có chiếm giữ cái sản phẩm của công ty. Và bởi vì cái đặc thù của họ là họ không có chiếm giữ cũng như là sở hữu cái sản phẩm của công ty, cho nên là khi mình sử dụng nhà môi giới này thì mình có những cái lợi thế về chi phí. Ví dụ như là các bạn bán cho các sỉ, các lẻ và nhà phân phối, thì rõ ràng các bạn phải bỏ hàng đó tới rồi đúng không? Bỏ hàng tới tức là các bạn phải sản xuất ra, tức là vốn lưu động của các bạn nó bị giảm đi, bởi vì là các bạn phải sản xuất ra hàng hóa và các bạn vốn của các bạn dưới dạng hàng ở tại các điểm bán, vòng quay vốn của các bạn nó sẽ chậm hơn. Rồi cái vấn đề là khi mà hàng hóa của chúng ta nó có các điểm bán như vậy, thì rõ ràng là cái chi phí về lưu trữ, kho bãi nó cũng sẽ cao. Rồi chi phí về và cái rủi ro về việc bảo quản, thất thoát cũng như là hư hỏng hàng hóa nó cũng sẽ có. Một cái điều tiếp theo nữa là một số những cái sản phẩm chúng ta không thể phân phối được. Ví dụ nhà đất, đúng không? Ví dụ những cái dịch vụ mà hoặc là cái sản phẩm mà khách hàng phải tới tận nơi mới trải nghiệm được. Ví dụ như là ở Đà Lạt mình có khách sạn này đúng không? Có các cái vườn rau, có các cái vườn trái cây, có các cái điểm du lịch. Không thể nào mà đưa cái điểm du lịch đó tới cho khách hàng, không thể nào đưa khách sạn tới cho khách hàng ở được, khách hàng phải tới đó khách hàng ở lại chứ. Thì cái người môi giới này họ sẽ giải quyết được những cái vấn đề đó. Và các bạn biết người môi giới người ta thường sử dụng ở đâu nhiều nữa không? Ở trong những cái công ty mà bán hàng B2B á, business to business á. Bởi vì cái đặc thù là gì? Không sở hữu hàng hóa, chỉ là cái cầu nối để tìm cái người cần và cái người có thôi. Cho nên là khi B2B người ta mua một cái lượng hàng rất là lớn, mà nếu như chúng ta sử dụng những cái trung gian mà có sở hữu hàng hóa thì rõ ràng không có vốn nào mà chịu nổi hết. Không có kho bãi, cái chi phí nào mà nó có thể là phù hợp, cũng như là không có tạo ra cái chi phí nhiều ở trong việc là logistics được. Cho nên người ta sẽ sử dụng nhiều cái nhà môi giới ở trong những công ty, những cái thương vụ B2B. Thì khi nói tới nhà môi giới thì các bạn cũng thấy rằng là có những cái hình ảnh hoặc là những cái suy nghĩ không tốt về họ. Và thật ra
cái điều này có chứ không phải là không có đúng không? Ví dụ như là trời ơi cái quán nó có cò là chết luôn, nó chặt chém vân vân, sản phẩm kém chất lượng vân vân, thì thật ra là có lửa mới có khói đúng không ạ? Tuy nhiên là cái hình ảnh người môi giới và cái chức năng của họ nãy giờ cô nêu cho các bạn thì thật ra là rất là có lợi cho các cái doanh nghiệp thôi, nhưng mà bởi vì là cái lợi nhuận cũng như là cái sự cạnh tranh giữa các công ty hoặc là các cái cơ sở bán hàng nó không có được tốt, tức là họ họ cố gắng họ lôi kéo những cái người môi giới giỏi về và họ nâng cái mức chiết khấu lên cho những cái nhà môi giới đó, thì cái mức chiết khấu nâng lên nó bắt buộc phải chạc vào đâu ạ? Chạc vào cái chi phí khách hàng trả, cho nên đó là trường hợp vì sao mà bị cắt cổ vân vân. Và khi mà chạc vào cái chi phí của khách hàng trả thì bắt buộc họ phải nâng giá sản phẩm lên, và khi nâng giá sản phẩm lên như vậy thì một lúc nào đó khách hàng sẽ phát hiện ra được cái chi phí mình bỏ ra với cái thứ mình nhận lại nó không cân bằng với nhau, thì sẽ tiếp tục xảy ra cái trường hợp là chỉ cần khách một lần thôi, chắc là cố họ về xong cứa cái cổ đất lên làm đôi, bữa sau không còn quay lại nữa, mình tìm thằng khác mình cứa tiếp. Thì nó sẽ gì các bạn, nó sẽ xảy ra và nó diễn biến liên tục như vậy, nó hình thành nên những cái mạng lưới cũng như là những cái phương cách kinh doanh nó không có được lâu dài, và nó mang lại những cái hình ảnh nó không tốt cho cái người môi giới. Đặc biệt là ở Đà Lạt mình thì các bạn cũng biết là bị phản ánh rất là nhiều khi mà một số các cái ngành kinh doanh ví dụ như là khách sạn nè, rồi là những cái điểm bán đặc sản nè, thậm chí là những cái vườn tham quan cũng bị lên báo, bị lên án rất là nhiều khi mà sử dụng những cái nhà môi giới, tức là những cái người cò này để lôi khách hàng về. Thì cái lý do đó là gì? Bởi vì cạnh tranh, và bởi vì họ xác định là gì, để mà sống được thì phải sống, để sống được thì họ phải chi nhiều tiền cho những cái người môi giới như vậy, và để chi nhiều tiền như vậy thì phải trả qua khách hàng, và trả qua khách hàng chắc chắn lần sau khách hàng sẽ phát hiện ra, bởi vì khách hàng cũng thông minh lắm, lỡ bị lừa có lần thôi đúng không, lần sau quay lại nữa, thì xác định nó là đã lôi được là phải chém cho đất luôn, rồi bữa sau mình lôi đứa khác. Rồi ok. Phân loại khách hàng, phân loại người bán hàng. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi xong cái phần tổng quan về bán hàng, tức là các bạn cũng hiểu được khái niệm bán hàng là gì đúng không ạ? Công việc của một người bán hàng như thế nào, cái vị trí việc làm, cơ hội việc làm, cái thu nhập, những cái khó khăn, và cái đặc thù của cái nghề nó ra làm sao, thì những cái thứ đó cô cũng đã trình bày cho các bạn rồi. Còn trên lý thuyết thì các bạn nhìn ở trong sách thì các bạn thấy không có gì hết, mỗi cái định nghĩa thôi rồi phân loại thôi đúng không ạ? Thì thực ra những cái phần đó thì cô nghĩ là các bạn đọc sách đã được rồi. Cô chỉ cung cấp thêm cho các bạn một số những cái nội dung liên quan tới cái nghề bán hàng như nãy giờ chúng ta trao đổi thôi. Thì cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tạm ngưng cái phần lý thuyết lại để mà cùng trao đổi với nhau một số các cái vấn đề. Và vấn đề đầu tiên mà cô muốn trao đổi đó là cái vấn đề cô đã đưa trên lên trên cái diễn đàn đúng không ạ? Đó là một cái mô hình, gọi là một cái hình thức bán hàng không phải chỉ ở thị trường Việt Nam của chúng ta mà ở các cái thị trường khác, ở các nước khác, thì cái việc bán hàng đa cấp này nó cũng có, và rất nhiều doanh nghiệp họ cũng hướng theo cái con đường này. Tuy nhiên là ở Việt Nam của chúng ta, thông qua một số cái câu trả lời của các bạn thì các bạn cũng thấy là công ty bán hàng đa cấp gọi là chính thống hoạt động một cách đường hoàng thì nó cũng có, nhưng ở Việt Nam của chúng ta hầu hết các công ty đa cấp nó đều bị biến tướng hết cả, tức là nó trở thành những cái công ty lừa đảo. Và một lúc nào đó nó tuyên bố phá sản hoặc không phá sản, nó tự dưng nó biến mất khỏi thị trường và không ông nào bà nào tìm ra được nó cả. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem thử là tại sao nó lại như vậy. Thì bây giờ cô sẽ đi vào để cô xem thử là các cái thảo luận của các bạn thực hiện ở đây.
các bạn chia sẻ những cái gì ha. Tại vì cô thì cô đọc rồi nhưng mà cô nghĩ là thì các bạn cùng vào ha để xem. À, thì các bạn cũng thấy một số các cái thảo luận, những cái trao đổi của các bạn ở trong lớp của chúng ta. Thì có một số bạn là cũng đã có cái cơ hội ha, hoặc là cái kinh nghiệm tiếp xúc với các công ty đa cấp, hoặc là các cái câu chuyện diễn qua xung quanh bạn bè hoặc là người thân của mình. Thì các bạn thấy là khi nói tới đa cấp hoặc là những người tham gia vào trong đa cấp thì các bạn sẽ thấy hiện ra ngay một cái hình ảnh như thế nào ạ? Một cái hình ảnh ở đây có bạn nêu nè, tức là ở nhân viên, những cái người làm việc ở trong đa cấp ấy, thì thường là họ có một cái khí chất rất là đặc trưng và một cái ngoại hình cũng rất là đặc trưng, tức là lúc nào cũng chỉnh chu, đúng không? Vest sơ mi lúc nào cũng gấp sách cặp táp, rồi là quần áo rất là chỉnh chu, và tỏ vẻ mình rất là thành công và rất là chuyên nghiệp ở một cái lĩnh vực nào đó. Đó là cái hình ảnh thứ nhất mà các bạn đã vào đó, cho nên là khi mà trước đây á, khoảng cỡ cách đây bao nhiêu năm nhỉ, hôm nay là các bạn K42 ha, K32. Đúng rồi, cách các bạn khoảng cỡ 10 năm á, là các bạn biết là sinh viên của khoa mình á, bị dính vào đa cấp rất là nhiều, gần cả trăm người. Và với một cái công ty là nó đặt ở trên chỗ đường Phù Đổng Thiên Vương á, tức là ngã năm của mình đi lên như chỗ cái gọi là cái dốc đá, nó đặt công ty ở trên đó. Và nhà cô thì cũng ở trong hướng đó, cho nên là mỗi lần cô đi cô thấy ủa sao mấy đứa này giúp sinh viên của mình dữ mà làm gì ở đây. Thì cô cũng nghi nghi rồi, và khi cô cũng có nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm là xem thử là có phải hay không. Nhưng mà các bạn khi mà tham gia vào là mù quáng ghê lắm. Tức là một cái đặc thù nữa của kinh doanh đa cấp đó là gì? Người ta nói rất là hay. Nên thật ra khi mà rất là hay, rất là tự tin và giao tiếp rất là tốt. Nên thật ra khi mà các bạn tham gia vào đa cấp xong là cái khả năng mà giao tiếp của các bạn và xây dựng mối quan hệ của các bạn tốt hẳn luôn ha. Rồi. Rồi một cái đặc điểm nữa là các cái công ty ở Việt Nam của chúng ta khi mà nó lừa đảo là nó sẽ bắt các bạn là gì, để mà tham gia vào á thì các bạn sẽ phải làm hồ sơ, phải đóng phí, tức là họ sẽ nói chung là sẽ thu tiền của các bạn ở bất cứ một khâu nào có thể thu tiền được. Ví dụ như là bây giờ để làm hồ sơ đó thì phải nộp vô cái này để làm hồ sơ, mấy trăm ngàn nó làm hồ sơ, mà làm hồ sơ hỏi các bạn chứ cần cái gì mà tốn cái tiền đó, đúng không ạ? Bây giờ các bạn gõ lên máy tính nhập các cái thông tin vô thôi. Rồi sau đó thì cái đoạn này là cái đoạn quan trọng này, là các bạn phải mua và sử dụng sản phẩm. Lý do là cái sản phẩm của công ty mình là sản phẩm rất là tốt, cho nên đầu tiên em hãy mua, em hãy sử dụng cho bản thân, em hãy sử dụng cho những người trong nhà đi, em thấy hiệu quả của nó thì em mới đi ra ngoài em nói người ta tin được. Rồi mua, đúng không ạ? Sau khi mua xong thì sao, sử dụng xong thì tiếp tục phải chạy cái chỉ tiêu, và chạy chỉ tiêu để giữ vững cái chỉ tiêu đó để mà tích điểm, để mà các bạn có cái cơ hội lần mò tới cái giai đoạn mà các bạn nhận được cái chiết khấu. Rồi tiếp theo nữa là phải xây dựng mạng lưới, nghe rất hoành tráng đúng không, thực ra là phải dụ thêm người ta vào trong cái hệ thống này để mà bán, đúng chưa? Rồi đây nè, các bạn thấy là gì nè, rất là hay là đánh vào tâm lý những cái người lớn tuổi, đúng không, lớn tuổi nè, rồi những cái người phụ nữ, đặc biệt là những cái người ở nhà nội trợ ở những cái vùng nông thôn á các bạn, thậm chí ở nông thôn bị lừa rất là nhiều luôn,
Bởi vì là những người đó thì họ lúc nào cũng muốn là có thêm thu nhập cho gia đình, xong rồi là khi mà nói, khi mà hứa hẹn như vậy thì nghe rất là khí thế, rất là hay, và cũng không có cái kiến thức về chuyên môn, và cũng không có rành nữa, cũng không có muốn, không cũng cũng không có biết là phải đi 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 xác minh cái thông tin nó ở đâu cả, mà họ nói rất là hay là dính vô, đúng chưa? Cường nè, Cường thì cũng đã nêu ra được là sơ sơ cái mô hình của họ, tức là mình phải xây dựng một cái mạng lưới ha, ở nhiều cấp khác nhau thành một mạng lưới bán hàng khổng lồ này, rồi là mình phải xây dựng và bán cái sản phẩm. Thì thật ra các cái công ty như Oriflame nè, rồi là Amway vân vân, thì nó những cái công ty rất là lớn mà ở nước ngoài, và nó cũng đưa vào thị trường Việt Nam của chúng ta hoạt động dưới hình thức đa cấp. Tuy nhiên sản phẩm của Amway thì cô thấy giá rất là cao ha, giá cao kinh khủng luôn á. Rồi một số các cái ý kiến khác nữa thì các bạn sẽ vào để mà tham khảo, rồi các bạn sẽ cùng trao đổi với nhau nha. Đó, thì bây giờ cô đầu tiên sẽ là chúng ta sẽ đi giải thích xem thử là cái mô hình bán hàng đa cấp này á, nãy giờ chúng ta nói nó lừa đảo đúng không? Nó lừa đảo mà tại sao ở Việt Nam của chúng ta lại chấp nhận cái hình thức đa cấp này cho hoạt động, một số các công ty cho hoạt động đúng không ạ? Thì đầu tiên á, chúng ta phải tìm hiểu bán hàng đa cấp là gì cái đã đúng không? Tức là bây giờ chúng ta hãy gạt các cái công ty lừa đảo ở thị trường Việt Nam của chúng ta qua một bên, và chúng ta tìm hiểu xem thử là ồ vậy thì bán hàng đa cấp nó là gì, tại vì nó được công nhận mà đúng không ạ? Thế thì hình thức của nó đó là, giả sử như nếu như các bạn đang kinh doanh bình thường thì các bạn sẽ bán một cái sản phẩm, chúng ta sẽ có nhà sản xuất và người tiêu dùng đúng không ạ, và cái chi phí các bạn sản xuất ra một cái sản phẩm là 5 đồng, và cái chi phí mà người mua, tức là cái giá mà người mua phải trả cho cái sản phẩm này giả sử là 15 đồng. Trong đó các bạn sẽ chi phí cho cái gì đây ạ? Cho hoạt động đẩy và hoạt động kéo ở trong cái chuỗi logistics của mình. Thế thì cái hoạt động đẩy nó sẽ là bán hàng nè, rồi thông qua những cái nhà phân phối, các bạn phải chiết khấu cho nhà phân phối là xây dựng các cái mối quan hệ với nhà phân phối. Rồi chi phí cho các nhà phân phối này, chi phí tuyển nhân viên bán hàng, trả lương cho nhân viên bán hàng, chi phí quảng cáo, PR, vân vân, các cái chi phí ở cái đoạn giữa này cực kỳ nhiều nha các bạn nha. Giả sử như là hết 8 đồng ở cái giai đoạn này. Ở đây các bạn trả hết 8 đồng. Đúng không? Các bạn trả 8 đồng và các bạn có 2 đồng lợi nhuận mong muốn đúng không ạ? Các bạn sẽ thu về được về cái lợi nhuận cho các bạn là 2 đồng. Vậy là các bạn phải bán giá nó là bao nhiêu ạ? Bán giá nó là 15 đồng, mà cái chi phí mà các bạn sản xuất ra sản phẩm có 5 đồng này, mà người tiêu dùng phải mua một mức giá cao, mà thực ra các bạn cũng không được hưởng lợi gì trong mức giá cao đó hết đó, các bạn phải chi phí hết những cái kia rồi lời được có 2 đồng thôi. Vậy thì cái bán hàng đa cấp này nó sẽ dẹp hết cái đoạn giữa này. Nó sẽ dẹp hết cái đoạn giữa này, quảng cáo bán hàng dẹp luôn, thậm chí là các bạn không có nhà phân phối luôn nha các bạn nha, các bạn không có điểm bán sỉ bán lẻ trên thị trường luôn. Như vậy các bạn sẽ tiết kiệm được 8 đồng. Như vậy đặt ra câu hỏi là gì? Ủa? Vậy rồi sao bán? Vậy rồi có nhà sản xuất với người tiêu dùng, lẽ giờ đợi người tiêu dùng tới tự mua như hồi nãy cô nói, sao người ta biết người ta mua? Rồi không có quảng cáo luôn thì sao người ta biết được? Thế thì ở đây ai sẽ là cái người phân phối này ạ? Cái người tiêu dùng. Cái người tiêu dùng khi mà mua thì họ trở thành cái người bán luôn. Cái người bán và phân phối luôn. Đúng không? Cái người tiêu dùng sẽ trở thành người bán và phân phối sản phẩm luôn, và họ tiết kiệm được cái chi phí này, họ tiết kiệm được cái chi phí ở giữa này.
để làm gì? Họ lấy cái chi phí này nè, họ lấy cái chi phí tiết kiệm được, họ quay ngược trở về, quay ngược trở về đây, quay ngược trở về nhà sản xuất này để mà đầu tư phát triển, tạo ra một cái sản phẩm chất lượng hơn cho khách hàng, chất lượng hơn cho khách hàng. Đồng thời có thể là lúc này chúng ta bán 12 đồng thôi, hoặc là chúng ta có thể là gì, kích thích cái việc là chia sẻ cũng như là giới thiệu người khác, tại vì cái người tiêu dùng lúc này họ trở thành người bán hàng luôn mà, nên là họ sẽ, chúng ta sẽ dành ra một cái phần thưởng nào đó cho những người bán hàng này đó, dành ra cái phần thưởng cho những người bán hàng này nha. Thì các bạn thấy là cái mô hình này nó sẽ là như vậy. Nếu như chúng ta bán hàng đa cấp thì nó sẽ bỏ qua được cái giai đoạn này, tiết kiệm được những cái chi phí này. Và các bạn biết là để mà thực hiện được thì cái mô hình đa cấp á, nó sẽ diễn qua, nó diễn ra và nó phải bắt buộc phải có hai cái nguyên tắc, hai cái nguyên tắc, hai cái nguyên lý để mô hình hoạt động. Đó là cái thứ nhất, đó là nguyên tắc về chất lượng, tức là sản phẩm của chúng ta bắt buộc phải có một cái chất lượng cực kỳ tốt và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nếu như sản phẩm không có chất lượng thì không thể làm được cái điều này. Bởi vì cái nguyên lý thứ nhất này nó sẽ tạo ra cái nguyên lý thứ hai. Cái nguyên lý thứ hai đó là một khi mà các bạn mua được một cái sản phẩm chất lượng, một khi mà các bạn có được một cái trải nghiệm mà hiệu quả thì các bạn sẽ đi chia sẻ cho những người khác. Đó là nguyên lý thứ hai để cái mô hình này có thể hoạt động được. Tức là dựa trên hai nguyên lý này thì các bạn thấy là nếu như một khách hàng sử dụng một sản phẩm thực sự có chất lượng và đáp ứng được nhu cầu của họ thì họ sẽ đi chia sẻ với những người khác. Thì các bạn học trong marketing hoặc trong kinh doanh thì các bạn cũng đã thấy được cái nguyên lý này đúng không ạ? Khách hàng sẵn sàng và họ thường sẽ đi chia sẻ những cái điều tốt cho những người khác, khoe hoặc là giới thiệu đó. Đúng không? Vậy thì để mô hình này hoạt động được thì để cho cái người bán hàng trở thành người mua hàng, trở thành người bán hàng, đi chia sẻ, đi tìm những khách hàng khác thì phải có chất lượng. Chất lượng và sự chia sẻ sẽ tạo ra được cái mô hình này. Đó là lý do vì sao những cái mô hình bán hàng đa cấp lừa đảo nó cũng dựa trên hai nguyên lý này để mà nó lừa, để mà nó dụ các bạn, nghe rất có lý. Bởi vì sao? Bởi vì sản phẩm là chất lượng nè. Ví dụ bán thực phẩm chức năng chẳng hạn, nó sẽ đem các bạn tới, nó đo đường huyết rồi nó đo chỉ số cơ thể, hoặc nó đo ví dụ sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da, nó đo da của các bạn rồi, da mụn này, da nám này, da sần sùi rồi da gì, là các cái chỉ số là A B C D Z này nè. Là bây giờ là đầu tiên là em phải mua sản phẩm của bên chị, để em mua một liệu trình để em về em sử dụng trước cho chị, đúng không ạ? Em về em sử dụng trước cho chị đi, em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó liền, bởi vì sản phẩm của mình rất là chất lượng, vân vân mây mây. Rồi sau khi mà 2 tháng em sử dụng, em thấy chất lượng rồi là em rất là, người ta tự tới người ta hỏi em thôi, là em chia sẻ là em bán được sản phẩm rồi, rồi em mời người ta vô luôn, đúng không ạ? Tức là họ cũng dựa trên này để họ dụ mình đó. Đó là cái nguyên lý mà để mà cái mô hình này hoạt động. Thì cái mô hình này á, nó xuất phát từ đâu ạ? Nó không phải là từ một cái người làm mà kinh doanh, mà là một cái ông này, ổng là bên nhà hóa học và ổng điều chế thuốc ở Mỹ. Thì các bạn biết là ở trong Thế chiến thứ hai á, thì rất là nhiều người bị bắt vào tù, và khi vào tù thì cái chế độ của nó rất khắt khe trong cái thế chiến đó, mà rất là nhiều người bị chết. Và trong cái giai đoạn đó thì có một cái loại bệnh là bệnh sốt xuất huyết do thiếu sắt. Thì cái ông này ổng bị bắt vào và ổng ở trong tù, thì ổng nghĩ ra một cách tự cứu mạng của mình, đó là ổng bổ sung chất sắt cho cơ thể bằng cách là ổng trộn cái rỉ sét trên cái sắt á, vào trong một số loại rau, nó có một số những cái hoạt chất gì đó, ổng hiểu về hóa học thì ổng sẽ trộn cái sắt đó vào trong cái rau đó và ăn để mà nó bổ sung sắt cho cơ thể. Và ổng và những cái người ở trong cùng phòng á thì vượt qua được cái giai đoạn là bị sốt xuất huyết đó và sống. Sau khi ra tù á, thì khỏi trại giam thì ổng bắt đầu là nghiên cứu những cái thuốc bổ sung trực tiếp cái chất vào trong cơ thể. Tức là bình thường á, các bạn muốn bổ sung canxi thì các bạn phải ăn cua, các bạn phải ăn
tôm, hoặc là các bạn ăn những cái món gì đó nó có nhiều canxi. Thì bây giờ thì các bạn sẽ uống cái viên canxi đó vào luôn như các loại thuốc ở trên thị trường hiện nay có. Đó, thì ông nghiên cứu ra cái loại thuốc đó. Và sau khi ông nghiên cứu xong đó, thì làm sao bây giờ? Làm sao bán được một cái loại thuốc kỳ lạ như vậy? Ai mà dám uống? Đó, thì đầu tiên là ông uống, đúng không? Ông uống xong ông kêu những người thân của ông uống và thấy cái tác dụng đó, bắt đầu chia sẻ dần dần ra những người bạn, những người hàng xóm vân vân. Và khi họ uống như vậy đó, họ cũng thấy chất lượng và họ giới thiệu cho những người khác, bắt đầu ông bán thuốc được. À, ông bán thuốc được và ông thấy là à bây giờ mình không biết kinh doanh như thế nào cả, và bây giờ mình chỉ có cách là mình cho người ta uống và người ta thấy hiệu quả như vậy, và người ta chỉ cho những người khác. Dần dần cái lượng khách của ông nó ổn định và nó nhiều 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 lên. Rồi ông cũng sẽ trả công lại cho những cái người chia sẻ đó, là tặng thuốc, hoặc là thậm chí người ta nhiều thuốc quá rồi thì có thể là tặng một món quà hoặc là quỹ đã tiền, ví dụ như vậy. Thì cái sự phát triển hình thành nó cái lịch sử khi mà người ta ghi lại, cô tìm hiểu được nó là như vậy. Thì các bạn thấy là đứng ở góc độ chúng ta phân tích ở nãy giờ thì cái mô hình này không phải là một cái mô hình mà nó xấu, đúng không ạ? Không phải là một cái mô hình nó lừa đảo, mà nó đang là một cái mô hình rất là tốt, bởi vì chúng ta tiết kiệm được rất nhiều chi phí, khách hàng vẫn có lợi ích như bình thường, đúng không ạ? Và thậm chí là cái sự chia sẻ này và cái mạng lưới này rất là bền vững và càng ngày nó càng lan tỏa ra rất là rộng, mà chúng ta không cần phải tốn kém xây dựng mạng lưới phân phối, xây dựng các điểm bán hay gì cả, mà nó tự nó trở thành một cái hình tháp, tức là nó mọc rễ ra và càng ngày càng nhiều rễ, và rễ 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 rất là nhiều như vậy. Thì rất là tốt rồi, đúng không ạ? Thì đó là cái mô hình chính thống của nó. Và tuy nhiên ở Việt Nam của chúng ta thì các bạn thấy đó, các công ty lừa đảo cực kỳ nhiều luôn, và nó cũng như các bạn nêu đó, là nó lừa người ta già vào, đúng không? Thậm chí là bản thân cô cũng gặp rất nhiều người, thậm chí là bạn bạn của cô tham gia vào mô hình bán hàng đa cấp, là suốt ngày là đi uống, mời đi uống cà phê, rồi là chia sẻ là như thế này như thế kia, và đặc biệt rất là ưu ái tiếp cận với cô. Các bạn biết vì sao mà bạn biết vì sao không? Bởi vì nếu như lôi cô được vào á thì cô mù quáng cô đi theo thì cô có rất nhiều sinh viên, đúng không ạ? Và các bạn sinh viên thì thường là cái khả năng nghe lời cô nó cao hơn là nghe lời một người khác dụ các bạn đó. Cho nên là khi kêu được cô vào thì rõ ràng là có lợi thế trong cái việc xây dựng mạng lưới và rủ rê rất là nhiều người vào. Cho nên cái người bạn đó của cô đã suốt ngày rủ rê cô vào thôi. Nhưng mà nói chung là cô cũng không nói rằng người bạn của mình lừa đảo, nhưng mà cô rất là dị ứng với những cái mô hình bán hàng đa cấp như vậy, rất là khó, và cũng như là cũng không có kiểm soát được cái tính pháp lý của nó ở thị trường của Việt Nam của chúng ta, lỡ như xảy ra một cái vấn đề gì đó thì rất là khó khăn nha. Thì nói về cái mô hình bán hàng đa cấp ở tại Việt Nam của chúng ta thì các bạn thấy là khi mà chúng ta họ thuyết phục mình thì họ thuyết phục mình bằng cách nào? Các bạn biết là họ đánh tâm lý rất là tốt à. Ví dụ như là đi uống cà phê vào một buổi chiều mưa nào đó, họ hỏi là ủa dạo này công việc của bạn có tốt không, công việc của mày dạo này tốt không, kêu là ơi cũng được, làm ngân hàng đó thì dạo này chạy chỉ tiêu rồi lương rồi cũng ổn ổn rồi, thưởng cuối năm này cũng phà phà, đúng không? Hoặc là gì đó vừa đủ sống hay sao đó. Các bạn trả lời xong thì người bạn đó mới nói là gì ạ? Ồ vậy thì mày có nghĩ là ví dụ như là khi nào mua nhà, khi nào mua xe, rồi có nghĩ là giả sử như là bây giờ dịch bệnh như vậy là mất việc, hay là xảy ra một cái biến cố gì đó trong cuộc sống, ví dụ cần tỷ 2 tỷ gì đó rồi xoay được không? Tự dưng mình thấy cũng có lý chứ bộ, đúng không? Lỡ nó xảy ra biến cố gì rồi lấy đâu ra tỷ 2 tỷ tiền mặt mà làm giờ? Kêu là xong cũng thấy nhột nhột người rồi, đúng không? Ừ, nhưng mà yên tâm đi, hôm nay đi uống cà phê có cái này hay lắm, tao chỉ cho mày làm cái này. Để chi? Thiệt ra bây giờ không có tiền liền đâu, nhưng mày chịu khó, mày đi theo tao 5-10 năm nữa là sao? Sẽ có một cái công việc kinh doanh ổn định, mà lúc đó mình nghỉ việc giáo viên luôn, nghỉ việc ngân hàng luôn, vẫn lo được cho gia đình, thậm chí là dư dả đi du lịch, đi ăn chơi luôn. À, nghe thích không các bạn? Nghe rất là thích. Thích
Rồi cộng thêm cái gì nữa? Cộng thêm với việc cô nói là những người tham gia bán hàng đa cấp lừa đảo như vậy là họ luôn luôn thể hiện ra bề ngoài một cái phong thái rất là tự tin, rất là giàu có, rất là như ví dụ như là mình bây giờ chẳng hạn, giờ đâu có cần phải làm gì đâu, Sài Gòn về đây là mời bạn đi uống cà phê đó, tối nay rảnh đi ăn thôi, mình vẫn có thể điều hành công việc được khi mình ở bất cứ đâu. À rồi bắt đầu là kể kể nè, à, mới mua con mẹ, à, là mới mua mảnh đất, à, bữa thấy mảnh đất rẻ rẻ mua một mảnh để dành không biết nó lên không, rồi nói phong long dạy cho mình giật mình chơi đúng không các bạn. À, rồi đánh tâm lý tiếp nè, hỏi người khác xem thử, à, ông này giám đốc giàu vậy thì ông đâu có lo vấn đề về thu nhập nữa đâu đúng không, vậy thì sẽ đánh tâm lý kiểu khác, vậy thì bây giờ anh có dám đi du lịch châu Âu, những bồ nhí anh đi du lịch châu Âu 2 tháng không, trời nghĩ sao giờ tôi đi 2 tháng ở nhà chắc là nhân viên nó mọc đuôi nó vũ cái công ty rụng rời ra luôn đúng không. À như vậy thì cũng không được. À như vậy thì sao, tại sao không nghĩ tới cái việc là mình phải quản lý được thời gian đi, mình sống là mình hưởng thụ, mà bây giờ mình cắm đầu vô công việc đi chơi không dám đi chơi, tiền thì có đó thì được cái gì. À thì nó thì họ cũng sẽ đánh vào cái tâm lý đó của mình. À các bạn thấy là họ đánh tâm lý rất là tốt để mà dẫn dắt dụ mình vào trong cái con đường đó, và cũng hứa hẹn nghe thì cũng rất là có lý, đó là gì, mình cũng thông minh mà, cho nên mình thấy đó đâu phải tự nhiên cái tiền nó bay về liền đâu, ai gì là phải chịu khó 5 10 năm nữa thì mới có, nhưng mà có con đường này hay lắm, và người ta bắt đầu dẫn dụ mình vào. Và các bạn biết là tại sao người ta nói là cứ xây dựng mạng lưới một thời gian đi rồi tự dưng sẽ có tiền hàng tháng, thì thật ra người ta cũng dựa trên cái nguyên tắc của cái việc chia hoa hồng của mạng lưới bán hàng đa cấp chính thống, chứ không phải là họ tự nghĩ ra. À, nhưng mà nó có một cái sự khác biệt ở trong cái mô hình lừa đảo, và cái sự khác biệt đó là gì? Ở đây các bạn nói là ở Việt Nam của chúng ta đó, người ta gọi là cái hình tháp ảo trong bán hàng đa cấp, thì các bạn thấy là bình thường đó, ở trong cái mô hình bình thường khi mà chia hoa hồng, khi mà chia hoa hồng đó, thì là các bạn sẽ tích lũy một số điểm nào đó, ví dụ như là các bạn đang ở ở cấp 1 này, ở B là cấp 2 này, ở C là cấp 3 đúng không ạ? Thì cái số tiền hoa hồng ra, ví dụ như ở đây là dựa trên cái doanh số đi, thì các bạn tích lũy được một cái doanh số là 1.000. Cô lấy ví dụ ha. À, tại sao ông này ông được 12%? Ví dụ như là ông tích lũy được 1.000 điểm. À, ông được 1.000 điểm. Còn tại sao cái ông ở ở đây, ông B này ở cái hàng B này á, thì ông nhận được 7%. À, giả sử như ông tham gia vào sâu và cái nỗ lực ông bỏ ra ít hơn. Và cái điểm của ông ở đây là, à, cô lấy giả sử ví dụ đi, 800. Thì ông được nhiêu đây? Vậy thì cái cách tính hoa hồng ở cái mô hình này nó như thế nào? Cái ông A này nè, cái ông A này, số tiền mà ông A này ông nhận được á, thì nó sẽ bằng cái doanh thu, à, cái doanh thu của A, sale của A đi, nhưng à, với lại là 12% tổng, 12% trừ đi 7%, 7% chính là cái số tiền của cái mạng lưới phía dưới của ổng đó các bạn. Nhưng với lại là cái sale của ai đây ạ? À? Cái sale của cái mạng lưới B á. Tức là cái người mà ổng xây dựng phía dưới á, ví dụ như ông A này là ông có B và C đúng không? Sale của B và C cộng lại đi. Đó là hai cái người mà phía cấp dưới của ổng đó. Được chưa ạ?
là cái hình thức mà ông nhận được. Còn thằng B này thì tương tự như vậy, nó sẽ nhận được 7% nhân với doanh thu của nó cộng với lại là cái số lượng doanh thu mà nó xây dựng được mạng lưới dưới dưới này. Và dưới này thì tất nhiên thấp hơn, ví dụ 5% thì lấy 7 đi trừ đi 5% còn lại 2% nhân với tổng doanh thu mà cái số người mà phía dưới này bán được. Được không ạ? À, như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái thằng B này nè, bởi vì bây giờ nó được hưởng 7% bởi vì cái số điểm của nó là 800 thôi. Nhưng mà tới một ngày nào đó cái ông B này á, ổng sẽ bán hàng một cách hiệu quả và ổng giỏi thì là giỏi, và ổng một ngày nào đó, một tháng sau ổng tăng lên 1.000 điểm, thì lúc này hoa hồng của ổng là 1.000. Thì cái ông A lúc này á là không phải là 12% trừ đi 7 nữa, mà 12% trừ đi 12% luôn, tức là không nhận được cái doanh thu từ cái thằng 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 B này nữa, đúng không? Nhưng mà nói mà một cái thằng phân tích một cái thằng B thôi, không nhận được từ cái thằng B này nữa, hay lúc này nói là B bứt ra khỏi hệ thống của A, tức là ngang bằng cấp với A luôn rồi. Như vậy thì ở trong cái mô hình bán hàng đa cấp chính thống á, thì cái người vào trước và cái người vào sau á, nó không có quan trọng, mà nó quan trọng là gì ạ? Cái người vào sau nhưng mà họ nỗ lực hơn, họ bứt phá và họ bứt ra khỏi hệ thống của cái thằng A, thì cái thằng A không được hưởng của nó nữa. À, và nó vẫn có thể hưởng được cái hoa hồng tốt hơn dựa trên cái việc nỗ lực xây dựng mạng lưới và tích điểm của họ. À, còn cái mô hình tại sao ở trong bán hàng của bình thường người ta gọi là ảo, đa cấp mà lừa đảo Việt Nam mình người ta gọi là ảo, bởi vì người ta không có tính như kiểu này, mà cái đứa nào vô trước á thì sẽ được hưởng hoa hồng của tất cả những cái đứa vô sau. Và ở mỗi cấp như vậy này các bạn này, thông thường thì sẽ được trích trích ra hết để dồn lên thằng A này. Ví dụ như là cấp A hưởng 10%, B 10%, C 10%, thì cái thằng A này nè nó xây dựng cái mạng lưới được 9 9 bậc ở dưới này, 9 bậc ở dưới này, thì 100% tiền ở cái bậc thứ 9 nó trả hết cho thằng A rồi, tức là tiền bán sản phẩm là trả hết cho thằng A luôn rồi, và thằng B này, thậm chí thằng B này cũng không nhận được một đồng nào cả. À, và cái vấn đề nữa ở trong mô hình bán hàng đa cấp ảo á, là tiền, tại sao gọi là đa cấp ảo, mô hình tháp ảo, bởi vì hình tháp thì cái chân của nó rất là vững, đúng không các bạn? Tại vì cái chân của nó dang ra, nó rộng hơn nên rất là vững, nhưng mà ảo bởi vì nó rất là dễ sập, bởi vì cái việc chi hoa hồng nó không có đồng đều, và cái tiền á mà ở đâu ra để mà chi, cái tiền khi mà bán được sản phẩm cho ai, cho người tham gia vào hệ thống, tức là những người tham gia vào hệ thống người ta phải bỏ tiền ra, người ta mua. À, người ta mua và cái tiền nó chi ngược lại, chi ngược lên cho những cái thằng ở phía trên, thậm chí là không bán hàng ra ngoài luôn, tức là phải tham gia vào hệ thống thì mua hàng, mua hàng thì tham gia vào hệ thống. Còn thật ra các bạn biết là mô hình nào đi chăng nữa thì cũng phải bán được hàng, đúng không? Mô hình nào thì cũng phải bán được hàng, và quan trọng là bán được cho nhiều người. À, thì cái mô hình bán hàng đa cấp chính thống á, các bạn mua hàng nhưng mà các bạn không muốn tham gia thì thôi, tháng nào các bạn cũng mua nhưng mà các bạn không tham gia, các bạn không muốn tham gia vào hệ thống thì kệ các bạn, đúng không? Không bắt buộc các bạn phải tham gia, các bạn phải là thành viên, các bạn phải chạy chỉ tiêu các bạn này kia, không, đúng không? Họ vẫn quan trọng cái việc là doanh số, chạy doanh số và bán được là bao nhiêu, ngoài cái việc là xây dựng hệ thống này. À, còn cái mô hình ảo ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì các bạn thấy là gì ạ? Phải xây dựng hệ thống, đúng không ạ? Nói chung là bán hàng cho người mới tham gia, rồi phải gì các bạn, phải tham gia xây dựng mạng lưới, hay nói cách khác là dẫn dụ người khác vào. À, mỗi lần tham gia như cô nói thì các bạn nhớ là gì, phải mua gì, phải mua sản phẩm và chạy KPI, tức là chạy cái chỉ tiêu hàng tháng. Nếu như các bạn hụt một tháng là các bạn mất cái số điểm tích lũy luôn, cho nên là các bạn phải gồng lên để mà các bạn chạy, và mỗi tháng phải tăng lên như vậy. Thì rõ ràng không thể nào mình xài mình được, mình phải dụ dụ hết người này dụ người kia, và mình đã bỏ tiền ra nhiều như vậy rồi. À, mình bỏ tiền ra mình mua sản phẩm như vậy rồi, thậm chí mua sản phẩm ôm về nhà luôn các bạn, không biết cho ai xài luôn mà vẫn phải mua ôm về để mà kỳ vọng là tới một cái thời điểm nào đó để mà lên được một cái cấp mà chúng ta có thể hưởng được hoa hồng, cho tới khi nó tuyên bố phá sản, cho tới khi mà nó biến mất khỏi thị trường thì lúc đó mới ngã ngửa ra. À, cho nên là các bạn thấy là lý do vì sao cái hình thức này vẫn được kinh doanh ở Việt Nam, bởi vì nó là một hình thức chính thống được công nhận
và có những công ty người ta hoạt động chính thống ở trong đó. Nhưng khi đưa vào thị trường Việt Nam của chúng ta thì nó lại bị biến chướng đi thành kinh doanh đa cấp lừa đảo. Bởi vì là thứ nhất là những họ sẽ dẫn dụ những cái người mà không có nhiều cái sự hiểu biết và rất là cả tin. Ví dụ như những bạn sinh viên này, những người lao động phổ thông này, những người phụ nữ thường rất là cả tin. Những người đặc biệt là những người nội trợ mà ít có đi ra đường, ít có đi làm, họ không biết cái gì hết trơn á. Rồi những người lớn tuổi này, họ có một cái khoản tiền, ví dụ như tiền hưu hoặc là tiền để dành hoặc là con cái cho hay cái gì đó, thì họ sẽ lôi hết cái tiền đó ra để mà họ họ kinh doanh, họ mua cái sản phẩm. Rất là dễ dụ, và đặc biệt là những người kia rất dụ, rất là giỏi nữa, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là đó là lý do vì sao người ta không kiểm soát được. Cái người tham gia vào thì hỏng về kiến thức, đúng không ạ? Rồi thậm chí là nghe đồn là nó lừa đảo đó, nhưng mà vẫn vẫn tự trấn an mình, bởi vì bỏ nhiều tiền quá, tự tự trấn an mình là không phải đâu, thậm chí là biết nó lừa đảo rồi nhưng mà vẫn cố kêu người khác vào, dụ thêm những người khác vào với hy vọng là mình gỡ gạt được một cái gì đó, đúng không ạ? Tức là mình không có phát giác, mình không có tố cáo sớm, để cho tới khi mà rất nhiều người dính vào nó cao chạy xa bay rồi thì không không có quản lý được nữa. Thì các bạn thấy cái nguyên nhân mà vì sao nó cứ đi lừa đảo hết được như vậy, và nó lại vẫn cứ tiếp diễn như vậy, là thực ra nó đang dựa trên cái nguyên tắc chính thống của cái mô hình chuẩn và nó biến chướng đi này. Cho nên lúc đầu nghe rất là có lý và rất là dễ bị dẫn dụ vào, cho nên là các bạn cũng phải cẩn trọng trong cái vấn đề này. Đó là thậm chí là khi mà cô tham gia một số những cái lớp học cao cấp hơn á, thì có nhiều thầy cô là cũng tham gia vào, và các bạn biết là họ rất là hay tổ chức các cái hội thảo đó, các cái hội thảo rất là hoành tráng và mời chúng ta tới tham dự, giới thiệu về một cái sản phẩm hoặc là hội thảo khách hàng gì đó. Và chủ yếu mục đích của cái hội thảo đó là để họ show ra, họ chứng minh rằng là họ giàu có, họ chứng minh là cái mô hình kinh doanh của họ đang rất là phát triển, để cho mình tin thôi chứ không có gì hết trơn. Thậm chí là cô có một cái người bạn ha, cũng làm bên bán hàng đa cấp, một công ty mà hiện tại thì cũng đã cao chạy xa bay rồi, cô cũng không tiện nhắc tên ra đây. Thì có một cái đợt là tổ chức một cái hội thảo tại một cái khách sạn lớn 4 sao ở Đà Lạt của chúng ta, và tổ chức rất hoành tráng. Khi họ tổ chức những cái hội thảo thường là tổ chức rất là hoành tráng, rất là bài bản ở những cái nơi rất là sang trọng, để người ta tới tham dự, người ta thấy là ồ, cái công ty này phải ra gì lắm thì mới dám thuê khách sạn nhiều sao vậy để mà làm hội thảo chứ, đúng không? Tức là họ đang làm cho mình tin vào. Và một cái chiêu nữa là gì các bạn biết không? Công ty này thì bán cái thực phẩm chức năng, và mời ai? Mời một chuyên gia về thuốc, gọi là thuốc nam á các bạn, tức là ông này ổng mới xuất bản một cái quyển sách về các cái cây thuốc nam của ổng, và ổng là một người thầy thuốc tương đối là uy tín trong cái lĩnh vực là thuốc nam, vào để nói chuyện. Và thực ra cái ông này á, ổng cũng không phải là ở trong bán hàng đa cấp cho công ty này đâu, mà công ty này mời ổng và trả tiền, thậm chí là trả tiền cho ổng và cho ổng cái cơ hội để mà quảng cáo quyển sách vừa viết của mình, thì tội gì mà không đi, đúng không ạ? Và ông này ổng lên ổng quảng cáo về cái quyển sách của mình, và ông bán quyển sách của mình. Sau khi ông quảng cáo quyển sách của mình và bán quyển sách của mình và xong cái phần trình bày của ổng, thì bên công ty này tiếp tục lên là làm một cái chuỗi móc nối, giống như là lợi dụng cái người diễn giả kia để mà chứng minh rằng cái sản phẩm của mình tốt, và được cái ông chuyên gia về thuốc nam đó ông công nhận, và ông rất là support cho cái sản phẩm của công ty, nên cho nên là ông mới tham dự vào cái buổi hội thảo đó để lấy cái lòng tin của khách hàng đó. Thì các bạn thấy là họ có những cái chiêu trò như vậy, thì cuối cùng cũng là để cho mình tin tưởng và tham gia vào trong cái hệ thống đó thôi. Đó, thì có chi phí rồi bắt các bạn là phải mua hàng. Phải mua hàng để trải nghiệm,
hoặc là các bạn mua để mà giữ cái chỉ tiêu, hoặc là biết những công ty đó là những công ty lừa đảo. Thời gian các bạn thích thì các bạn đi chia sẻ. Nếu như hồi nãy cô nói đó, cái người vào sau nhưng họ họ rảnh rỗi, họ có nhiều mối quan hệ và họ phát triển được thì họ bước lên, còn mà không rảnh không thích thì thôi không ai ép. Không cần tiêu, đúng không? Người ta bắt các bạn chạy chỉ tiêu, và để chạy chỉ tiêu như vậy thì em phải phải mời người ta nhiều vào mạng lưới của mình á, thì em mới như thế này như thế kia được, là hầu hết là sẽ bị lừa đảo các bạn ha. Nên là chúng ta lưu ý. Vậy thì các bạn cũng đã hiểu được cái hình thái bão của nó rồi nha. À, trước khi kết thúc thì cô sẽ đi tiếp một cái mô hình nữa, cũng ngắn gọn thôi, nó dựa theo thương mại điện tử. À, nó kết hợp giữa thôi mô hình thương mại điện tử, đó là mô hình bán hàng group bo win win. Thì ở trong cái khái niệm về lập cái mối quan hệ lâu dài thì đó là mối quan hệ win win, đúng không? Mô hình bán hàng win 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 thì rõ ràng, hoặc là mua theo nhóm, hoặc để mà chúng ta có thể hưởng được một cái khoản chiết khấu nào đó, thì cái hình thức của nó sẽ diễn ra như thế này. Có ba bên tham gia vào, đó là nhà sản xuất Groupon. Groupon dưới hình thức là một cái nền tảng thương mại điện tử nha các bạn, một cái trang web hoặc là một cái app nào đó, và người tiêu dùng là cái người sẽ mua hàng. Vậy thì ở đây các bạn thấy là cái người mà có hàng hóa chính là nhà sản xuất. Ví dụ như bây giờ cô có 100 sản phẩm và giảm giá 50%, nếu như cô bán hết 100 sản phẩm này. À, và cái người mà đăng cái thông tin này không phải là trang web, đúng không ạ? Và đăng cái thông tin này thì là cái ông Rupo này ông đăng. Cái bút của cô nó đang bị hết pin đó các bạn, cho nên là cô không có dùng cái bút được mà cô phải viết bằng tay, cho nên rất là lâu. Đăng tin nha, mà xấu nữa chứ, mấy đứa ráng chịu khó đọc nha. À, đăng cái tin ở đây thì cái ông Groupon này ông sẽ đăng. Ví dụ như các bạn vào một cái nền tảng thương mại điện tử nào đó, các bạn thấy là cùng mua 100 sản phẩm với giá giảm 50%, thì cái mô hình ở đây á, thì cái người tiêu dùng này sẽ có cái thời gian mua, ví dụ như trong vòng 1 tháng hoặc là trong vòng 1 tuần tùy theo cái quy định của nhà sản xuất. À, và các bạn sẽ có cái thời hạn để mua, và theo cái mô hình mà chính thống của nó lúc mà nó mới sinh ra đời đó. À, và cái Groupon này là một cái trang web được hình thành là năm 2007 tại Mỹ, và năm 2010 thì đã vào thị trường Việt Nam của chúng ta dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Và cái điều kiện thực hiện của nó là hết hạn bán thì phải hết 100 sản phẩm. Thì cái phần chiết khấu này á, thì sẽ ở đâu ra? Cái phần chiết khấu này á, sẽ do cái thỏa thuận giữa giữa nhà sản xuất và Groupon này thỏa thuận với nhau là chiết khấu bao nhiêu. Giả sử ở đây cô lấy chiết khấu 5% cho Groupon đi. À, thì khi mà người khách hàng họ thấy cái tin đăng giảm giá ở trên Groupon á, thì họ sẽ vào họ mua, đúng không? Tại sao gọi là Groupon? Group là nhóm và bon là ghép từ từ coupon, tức là phiếu giảm giá. Và mình có thể hiểu là gì? Mua theo nhóm để được giảm giá. À, thay vì bán một sản phẩm thì bây giờ bán hết 100 sản phẩm luôn thì mới được giảm giá 50%. Do đó có cái thời hạn mua hàng này, và có cái điều kiện thực hiện này. Thì khi mà có một người đăng ký mua hàng á, thì sẽ giao dịch với thằng Groupon này. Ví dụ như là giao dịch chuyển tiền cho thằng Groupon mà nhận được một cái phiếu công nhận là đã thực hiện cái giao dịch mua hàng này. Và sau khi hết hạn á, thì 100% sản phẩm bán được, có nghĩa là bán hết 100% thì giao dịch được thực hiện. Lúc này hàng hóa sẽ được gửi tới cho người tiêu dùng. Còn giả sử như không được, cái điều kiện thực hiện này không thực hiện được, ví dụ như không bán hết được 100% thì coi như là khách hàng không mua được hàng, tức là không đủ điều kiện thực hiện. Và cái ông Trooper này ông sẽ phải chuyển ngược trả tiền lại cho khách hàng. Thì ở đây nếu như mình xét ở cái điều kiện thực hiện đó là thực hiện được, đúng không ạ? Là hết hàng thì bán hết 100% sản phẩm, thì cái mô hình này đã đúng là win 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 nè. Ví dụ như
nhà sản xuất thì bán được hàng, đúng không ạ? Nhà sản xuất thì bán được hàng. Ông robot thì được gì các bạn? Được chiết khấu 5%. Khách hàng thì sao ạ? Khách hàng thì được mua hàng với mức mình mua được. Thì các bạn thấy là cái mô hình này á, nó sẽ giảm giá và nó kết hợp, nó kích thích ở khách hàng, đó là cùng nhau mua, rủ rủ rê nhau mua để cái giao dịch này được thực hiện, để mà mình được hưởng lợi và giải phóng một lượng hàng lớn cho nhà sản xuất. Thì các bạn thấy là cái mức giảm giá thực tế ở trong cái mô hình này áp dụng ở các nơi á, thì có thể là giảm từ 10%, thậm chí là giảm tới 90% giá của sản phẩm, tùy theo cái độ lớn của cái lô hàng và cái thời kỳ mà xả hàng. Nó đặc biệt hữu ích trong trường hợp là những cái nhà sản xuất mà họ muốn thanh lý những cái hàng tồn, hoặc là những cái hàng mà những cái model cũ để mà tung ra những cái model mới, hoặc là họ đánh vào những cái phân khúc khách hàng mà có thu nhập thấp, bởi vì cái sản phẩm của họ là có chất lượng. Nhưng mà bây giờ là gì ạ? Mình không muốn hạ thấp cái thương hiệu, giá trị thương hiệu của mình xuống, nhưng mình vẫn muốn giải phóng cái hàng tồn đi, thì rõ ràng mình sử dụng cách này nó sẽ đánh vào cái thị trường, cái phân khúc thấp hơn, họ sẽ tranh thủ, họ giành giật nhau họ mua. Rồi nó đặc biệt hữu hiệu trong trường hợp nào nữa, những cái sản phẩm mang tính mùa vụ, ví dụ như là du lịch, ví dụ như là những cái sản phẩm mà có một mùa nó rất là đông khách và một mùa thì vắng khách đó. Quán ăn hoặc là gì đó, đúng không? Thì các bạn cũng thấy là người ta hay áp dụng cái hình thức giảm giá này để mà người ta có thể cover được những cái chi phí cố định trong cái mùa không có khách, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là ở trong cái mô hình này thực ra nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Nó đơn giản là chúng ta sẽ có ba bên tham gia vào. Bên coupon là cái bên trung gian, tại vì nhà sản xuất á, thì các bạn biết tại sao, nếu như họ tổ chức bán hàng như vậy, đó không phải là năm nào tháng nào ngày nào họ cũng tổ chức bán, thì họ không có bỏ công ra để họ xây dựng một cái nền tảng về về thương mại điện tử trung gian, bởi vì tốn kém rất là nhiều chi phí và quản lý như vậy, cho nên là họ sử dụng một bên thứ ba. Tức là một năm mình xả hàng có một lần thì mình đăng ở trên đó thôi. Đó là vì sao có một bên thứ ba tham gia vào, và bên thứ ba này thì họ xây dựng nền tảng riêng và rất là chuyên nghiệp rồi, và họ có cái đối tượng khách hàng gọi là khách hàng tiềm năng của mình đó. Khách hàng mục tiêu của mình truy cập vào trang web liên tục rồi, cho nên là cái nhà sản xuất không phải lo cái phần đó, đúng không ạ? Và cái robot này sẽ làm cái nhiệm vụ là đăng thông tin và liên kết với khách hàng, và cái giao dịch này nhà sản xuất cũng không cần phải lo. Cái giao dịch này là chuyển tiền hay là trao đổi hay gì đó thì nhà sản xuất và robot sẽ làm với nhau, và nhà sản xuất chỉ biết là khi nào mà hết hàng và tôi bán hết được sản phẩm thì ok, bây giờ chốt là gì? Giao hàng. Thì giao hàng có thể là dựa trên cái địa chỉ hoặc là cái thông tin coupon đưa cho, giao trực tiếp đến người tiêu dùng, hoặc là chuyển cho coupon giao gì đó, thì cái đó là cái thỏa thuận giữa nhà sản xuất và coupon thôi. Và cái chiết khấu cũng là thỏa thuận giữa hai bên này. Thì rõ ràng đó chính là cái mô hình win win win, cả ba bên cùng thắng, đúng không ạ? Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin ở cái mô hình này rất là nhiều ở trên mạng internet nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần trao đổi ở đây, và sau khi kết thúc cái buổi học này thì ở đây thì các bạn sẽ ra để mà các bạn điểm danh nha. Cô mở cho các bạn điểm danh từ hình như là 4:25 cho tới 4:35, và các bạn sẽ chuẩn bị cái câu hỏi. Các bạn về, các bạn sẽ suy nghĩ về cái câu hỏi để trước khi để cho buổi học ngày hôm sau, trước khi đi vào thì chúng ta sẽ trao đổi một tí xíu. Đó là giả sử như cái mô hình robot này á, mà cái giao dịch nó không được thực hiện, tức là tới phiên đóng cửa cái giao dịch này lại rồi mà chỉ có 70 sản phẩm được bán ra thôi, và còn 30 sản phẩm chưa có người mua, thì theo đúng cái quy định là giao dịch không được thực hiện. Vậy thì cái mô hình này ai sẽ có lợi? Tức là ba bên tham gia này á, thì cái win 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 này á, nó sẽ có lợi ở nhà sản xuất, ở Rubicon hay ở người tiêu dùng, hay là ai bị thiệt hại nếu như cái giao dịch này không được thực hiện bởi vì cái điều kiện không được đảm bảo, bởi vì không bán được hết, đúng không ạ? Các bạn thử suy nghĩ dùm cho cô cái tình huống nó xảy ra thì cái win 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 này nó sẽ trở nên như thế nào. Chúng ta sẽ trao đổi vào đầu buổi học ngày hôm sau.
Bây giờ thì cô sẽ vào, cô mở cho các bạn cái phần điểm danh ha. Và các bạn vào để điểm danh cho cái buổi học ngày hôm nay. Ở buổi học ngày hôm nay các bạn có câu hỏi gì không ạ? À? Nếu như có câu hỏi gì thì các bạn có thể hỏi ha, hoặc là các bạn có thể đưa lên trên diễn đàn. Đàn cô khuyến khích các bạn vào trao đổi ha các bạn. Trao đổi đăng thông tin, vân vân. Các cái tình huống hoặc là các câu hỏi, những cái vấn đề gì đó.